chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay kính chào cha Quang Thi. Khi nào ai tên có lót chữ Quang là điều sáng chói hết. Quang Hồng, Quang Thi đều sáng chói. Bắt đầu nó sói tráng. Hôm nay cha Thi đến sẽ có một chút ngỏ lời cùng ông bà sau rước lễ. Chúng ta cầu nguyện cho Anna Nguyễn Thị Kiều, Januaria Trương Ngọc Thanh Tùng, Anna Maria, Phêrô Nguyễn Lộc, dỗ 11 năm, Helenon Giuse và Maria dỗ, Giuse Trần Minh Nhật, Francisco Xavier lễ dỗ, Giuse Lâm Khả Thăng, Teresa và Anna, Anna Trương Thị Ngọc, Paulo Nguyễn Tiến Sơn mới qua đời ở Việt Nam, Teresa Hà Thị Tuyết Linh mới qua đời ở Việt Nam, Maria Nguyễn Thị Tiến và hai linh hồn Phêrô, Thomas Trần Văn Tú dỗ 44 năm, linh hồn Anna và xin cho người em được giải phẫu ung thư bình an. Maria Đàm Thị Khỉnh dỗ 7 năm và linh hồn nội ngoại. Chắc đơn lễ dỗ Veronica Stubbs, Isabel Tô Sái Lúi và linh hồn ca sĩ Phi Nhung, người này chắc là fan. Augustino Nguyễn Thế Tâm dỗ 8 năm, mau thật. Linh hồn Maria, linh hồn thai nhi, linh hồn tiên nhân, các linh hồn, đặc biệt những linh hồn không ai nhớ đến, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cầu cho công ăn việc làm theo thánh ý Chúa và Mẹ. Và đặc biệt cầu nguyện để chúc mừng lễ bổn mạng của ca đoàn Teresa và tất cả những bà, những cô, những chị chọn tên thánh là Teresa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Hãy bắt chước đơn sơ như Thánh Teresa để nói với Chúa, đây là tội của con, đây là yếu điểm của con, xin Chúa nhận. Và hợp với ca đoàn, chúng ta dâng tất cả cho Chúa để xin Chúa thương xót chúng ta. Chúa toàn năng, thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thiên, bình an dưới thiên cho người. Xin Chúa xóa tội trần gian.
có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đứng Chúa thánh thần trong vinh quang. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và mọi ước muốn của con người. Xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại mà lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán, đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy, Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói, bây giờ đây, xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi, người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân thêm mãi luôn, hết mọi ngày trong đời sống của chúng con. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân thêm mãi luôn. Thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người, hoa trái tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân thêm mãi luôn, hết mọi ngày trong đời sống của chúng con. Cũng như nho lành sinh đầy hoa trái, hiền thề sẽ ở trong gia thất của bạn. Con cái như những chồi non của chùm ô liu, ở quanh bàn ăn trong cửa nhà bạn. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân thêm mãi luôn, hết mọi ngày trong đời sống của chúng con. Đó
phúc lòng Chúa để dành cho bạn nào luôn thành tâm hằng kính sợ người. Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy tình đàn Si-on trong suốt đời bạn. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân tên mãi luôn, hết mọi ngày trong đời sống của chúng con. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giê-xu. Chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người. Để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng đấng thánh hóa và những người được thánh hóa tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Chúa Giêsu đáp: ông Ma-sen đã truyền cho các ông như thế nào? Họ liền thưa: Ma-sen cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Ma-sen đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và đi lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và đi lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bây giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như những trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như chọn bài đọc cho đám cưới, có lẽ bài đọc hôm nay, từ bài đọc 1 cho đến bài tin mừng, rất thích hợp và rất nhiều cặp đã chọn đám cưới. Đặc biệt hôm nay, tôi có nhờ Christina chiếu cho tôi cái bức hình mà cũng là đề tài của cái cuộc rước kiệu hôm nay. Chút nữa tôi nói. Nhưng bức hình đó có từ thế kỷ thứ 17, là một lòng sùng kính chút tôi giới thiệu. Nhưng cứ nhìn bức hình đó trong suốt giờ chia sẻ này, có mấy phút thôi. Tôi trở về.
Trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ là người đầu tiên đã tháo gỡ một khó khăn cho cái cặp vợ chồng đó. Họ hết rượu. My dear friends, do you notice that Jesus began his ministry not in the temple of Jerusalem, not in a synagogue, not on the top of a mountain, but at a wedding at Cana. We have heard that actions speak louder than words, and I believe so. And by this action, Jesus was saying that families are very, very important. Do you know that the name Cana? What does it mean? It means the warm nest. This reminds us of nesting. Before a baby is born, a mom and a dad experience the nesting instinct and clean the house, do everything, do the last minute shopping, prepare for the big event, the bond of a baby. The Gospel of St. John has a wonderful format. If you look closely, there is a simple story that is told. And then behind that story, if you choose to look, there is a deeper meaning that is full of wisdom and provide germs of truth. This story is like that. On the surface, it's a story about a wedding, a normal wedding that Jesus, his mother, and his disciples attended. A simple family wedding with typical family problems. These always come out at weddings. Trust me, I have been to many of them. In my short 12 years in the priesthood, I have celebrated over 120 weddings. And I found a lot of difficult of problems. Weddings are so very interesting. At the wedding of Cana, the family problem was the wedding planner had not planned too well. The interesting thing about this wedding is that many think the planner was Mary. We believe so. Because the mother of Jesus, because of the way the story is laid out, it is very possible that Mary was in charge of this wedding. She orders the servants around, indicating her responsible position. It is recorded in the Coptic Gospel that Mary was the sister of the groom's mother, or in other words, she was the auntie. Some non-biblical writing about this event say that the groom was St. John himself, but we don't know it's for sure. We can make a good guess only. So, the problem is they ran out of wine. In Jesus' day, hospitality was on par with godliness, not cleanliness as we like to think today. And not to be a good host or hostess was the ultimate insult, especially at an event in which you were given plenty of time to prepare. It would be like inviting a bunch of teens over to the house and running out of Coke, of Fanta, and potato chips. So the family at Cana was red-faced. No wine at a wedding. For goodness sake, it's shameful. But Mary helped them. Mary, she pushed Jesus into the adulthood stage of his calling, pushing him out of his nest and into his ministry. She set Jesus free from the obligation that might have fallen to him as the eldest son in a fatherless family, so that he could live out his life, his ministry. It seemed that Mary said, "I'm okay, son. Now go and do your job on earth. And oh, by the way, you can start
by revealing yourself when you change this water into wine. That is, I think, a very happy ending of St. John's story. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi dùng hình ảnh Cana để nói lên một ví dụ là Thiên Chúa qua tay mẹ Maria sẽ tháo gỡ các cái gút thắt. Trên bức tranh chắc quý vị nhìn thấy một sợi dây màu trắng mà có những cái nút thắt lại rồi được Đức Mẹ tháo ra. Từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco bước ra ngoài cái balcony của đền thờ Thánh Phêrô, tức là chính thức xuất hiện trên thế giới, thì các phương tiện truyền thông và công chúng xôn xao tìm hiểu về con người đến từ đất nước Argentina này. Thông tin dần dần hé lộ, và một trong những điều khám phá thú vị là vị giáo hoàng Francisco này rất sùng kính Đức Mẹ mở các nút thắt. Our Lady Undoers of Knots. Lòng sùng kính Đức Mẹ mở các nút thắt gắn liền với hình ảnh vẽ Đức Mẹ đang tháo gỡ các nút thắt trên đoạn dây màu trắng. Đây là bức họa do Johann Georg Melchior Schmidtner vẽ vào năm 1700, cuối thế kỷ thứ 17, bước sang thế kỷ 18, và dâng cúng cho nhà thờ St. Peter Arm ở Đức Quốc. Nó còn tồn tại đến hôm nay. Bức họa vẽ Đức Maria chân đạp con rắn, tượng trưng cho thế lực xấu và ma quỷ. Phía trên đầu Đức Mẹ là hình chim bồ câu, nhắc lại sự việc Đức Mẹ cưu mang con Chúa nhờ ơn Chúa Thánh Thần. 12 ngôi sao chung quanh đầu và dưới chân là vầng trăng khuyết, ám chỉ đến thị kiến của Thánh Gioan trong sách Khải Huyền. Rất đẹp. Nhưng bàn tay Đức Mẹ đang lần tháo gỡ các cái nút. Linh mục Hieronymus Ambrosius Lamentamen tại nhà thờ St. Peter Arm đã đặt vẽ bức tranh này là vì bức tranh này liên quan tới gia đình ông. Câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế kỷ giải thích tại sao cha đã đi đặt họa sĩ Schmidtner vẽ bức hình như thế. Theo câu chuyện thì ông bà của cha, ông bà nội hay bà ngoại không thấy nói, thường hay cãi nhau. Sao bao nhiêu năm sống đời hôn nhân mà cứ hục hạc? Mà thật sự thì cãi với ai bây giờ? Ngồi trong kia sẽ nghe, con cứ hục hạc với nhà con, chứ giờ hục hạc với người ngoài nó chửi chết. Cho nên đành phải hụt hạt với nhà con. Rồi cha Huỳnh ông cứ nói đó, hai khỉ già ngồi nhìn nhau thế nào cũng cắn đắng. Cho nên một lần về thăm, cha rất buồn vì thấy hai ông bà ở một chí là khắc khẩu, là cứ la lên nhau. Cha đi nhờ một linh mục dòng tên là cha Jacob Rem đến thăm ông bà của mình với hy vọng giải quyết. Thì tương truyền nói rằng chính ông đã đưa cho cha dòng tên đó sợi dây mà linh mục đã thắt trong cái ngày đám cưới mấy chục năm về trước. Và nói thưa cha, sợi dây muốn chúng con liên kết với nhau cả đời, nhưng đến nay là ai trong đầu cũng nghĩ tới chuyện ly dị. Ông cha lẳng lặng chẳng nói gì, đem tới bàn thờ Đức Mẹ. Đó là một cái bức tượng Đức Mẹ mang tên là The Mary of Snow, Đức Mẹ Tuyết. Rồi ông cha cầu nguyện, xin Chúa, xin mẹ cho con dâng lên cuộc hôn nhân này. Xin mẹ tháo gỡ những bất hạnh, những gút mắt, những vướng vấn. Rồi cha để, tự nhiên sợi dây đổi thành màu trắng. Đức Mẹ đã đáp lời. Câu chuyện đó là tương truyền, tôi không buộc mọi người tin. Nhưng bức tranh thì có thật. Bức họa đã bắt đầu vẽ lại và từ đó hai ông bà đã sống với nhau cho đến chết. Ơn Chúa, ơn Đức Mẹ. Cái nguồn cảm hứng cho bức họa không phải chỉ là lời cầu nguyện kia đâu, mà Thánh Irene đã viết các nút thắt bất tuân của bà Eva. Bà đã thắt một cái gút cho nhân loại vướng vào tội nguyên tổ. Bất tuân thì đã được Đức Mẹ thắt trở lại rồi gỡ ra cái nút cũ bằng sự vâng lời qua tiếng Fiat. Điều mà người trinh nữ Eva buộc lại bằng lòng cứng tín, thách thức Thiên Chúa, thì Đức Mẹ đã mở ra con đường bằng đức tin và lòng vâng phục. Đẹp ghê. Rồi 1986, linh mục George Mario Bergoglio, đố với ông bà là ai đó? Tôi đọc lại tên, linh mục Jorge Mario Bergoglio. Không ai biết hết. Là Đức Giáo Hoàng bây giờ.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Đức Quốc để đi học về luận án tiến sĩ thần học. Trong thời gian này, cha đã đi thăm nhà thờ St. Peter Augsburg ở Đức và nhìn thấy bức họa. Từ đó, cha đã ghi tâm, xúc động trước hình bức họa. Cha mua một tấm bưu thiếp có hình đó, vẽ lại câu chuyện đó. Sau này, trở về làm giám mục, phụ tá, rồi tổng giám mục ở Buenos Aires, cha đã khích lệ nhiều người có lòng tôn sùng Đức Mẹ mở các nút thắt này. Lòng sùng kính này lan trọng khắp nước Argentina, rồi đến Brazil và những nước thuộc châu Mỹ Latin. Có lẽ đối với người Việt chúng ta, ít ai biết. Chị Tuyết Lan khi chị làm những cái gút dây thắt nằm ở dưới chân Đức Mẹ đó, đã có ý đó. Và nếu chúng ta hiểu, thì tất cả những gút mắc trong gia đình chúng ta, hãy dâng cho Đức Mẹ. Cái chuyện thiếu rượu trầm trọng Đức Mẹ còn giải quyết được. Huống chi những chuyện nhỏ nhỏ trong sự xung khắc về tính tình, áp lực về xã hội, về công ăn việc làm, vân vân. Nếu tin tưởng phó thác, tôi tin rằng Đức Mẹ gỡ dễ dàng. Kết luận, Đức Mẹ là đấng cầu bầu rất mạnh mẽ. Vì thế, chúng ta luôn cần chạy đến để Đức Mẹ giúp đỡ. Những gì thắc mắc, hãy giao cho Đức Mẹ. Xin Mẹ chỉ cho con đường đi. Vì là vì mình không có tước hiệu, Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Rất nhiều tước hiệu nó dài một thành một kinh cầu. Tại sao còn nghi ngờ? Chúng ta có thể hy vọng từ hôm nay, cộng đoàn có một lòng sùng kính. Nó chính thức được Đức Giáo Hoàng chúc lành, ban phép và cổ vũ là lòng sùng kính Đức Mẹ mở các gút thắt. Con kính mời cha Thi và cộng đoàn cùng đứng, cùng nhau chúng ta tuyên xin. Tôi mời tất cả mọi người đọc kinh Tin Kính của các tông đồ là chúng ta thường đọc trong các gia đình, chúng ta được phép đọc. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, đánh trên cây thánh giá, chết và tan xa, xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời được đền hữu lực Chúa Cha phép tắc vô cùng. Bởi trời xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông tông. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người này sống sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong đời sống gia đình, sự chung thủy, bền vững trong hôn nhân không những là ý muốn của Thiên Chúa mà còn là ước vọng của con người để gia đình được hạnh phúc. Vậy chúng ta xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin sau đây. We pray for Pope Francis and all church leaders that they lead their communities with faith, hope and love. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for our nation's Christian leaders. May they follow the example of Christ to serve with wisdom, courage, and mercy in all political situations. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all married couples, that their strength to love each other as Christ loves his church may be deepened. May their relationship grow each day and flourish through their kindness and forgiveness. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Ngày nay đời sống hôn nhân gia đình đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng do con người lạm dụng tình yêu, coi thường các giá trị nhân bản,
Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời hôn nhân luôn coi trọng tình yêu và khao khát hạnh phúc để đời sống của họ có ý nghĩa hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lấy cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta là cộng đoàn cơ bản để xây dựng và phát triển, nên phải luôn hiệp nhất trọn vẹn cả thể xác và tâm hồn để từ đó làm cho xã hội thăng tiến và gia đình càng ngày hạnh phúc hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho ca đoàn Teresa và tất cả những ai nhận thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu làm bổn mạng, luôn biết noi gương thánh nhân, yêu mến Thiên Chúa và giáo hội với tình yêu lớn lao, đồng thời thể hiện tình yêu đó qua những công việc hy sinh nhỏ bé hàng ngày. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tháng 10, tháng Măng Côi, cũng là tháng giáo hội toàn nước Úc bắt đầu công nghị toàn quốc. Chúng ta dâng công nghị và những công nghị viên đi dự họp nhận được ơn Chúa Thánh Thần để cho giáo hội Úc tìm được sức sống mới. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Là Thiên Chúa toàn năng, xin thanh luyện tâm trí chúng con để chúng con biết tôn trọng luật hôn nhân công giáo. Nhờ đó, chúng con biết bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, cho an vui xã hội, cho tương lai tốt đẹp, cho các thế hệ mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để con cùng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính Chúa.
Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng nhờ dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần, thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các đấng ấy mà thành khẩn tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Timothy và Donald Phu Ta chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ ngày hôm nay để cầu cho các linh hồn. Xin Chúa đã gọi các linh hồn này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại với Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ăn chúa lương làm nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
xin dâng lời cảm tạ.
mời cha và cộng đoàn cùng đứng, chúng ta dâng lời nguyện kết lễ. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Giêsu Kitô, xin cho chúng con được trở nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý ông bà và anh chị em ngồi. Đại diện ban thường vụ có vài lời chúc mừng bổn mạng ca đoàn Teresa. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn và đặc biệt quý bạn trong ban điều hành cũng như toàn thể quý bạn ca viên trong ca đoàn Teresa. Một lần nữa cùng với giáo hội, chúng ta bước vào tháng Mân Côi và chiều nay quả thật là một chiều hồng ân và linh thánh. Cảm ơn mẹ đã cho chúng ta cả một khung trời mây quang tạnh giữa chiều gió mưa lạnh, để cùng với mẹ, chúng ta về đây như những người con yêu dấu trong lời kinh Mân Côi, cùng bước bên mẹ trong buổi rước kiệu trọng thể chiều nay. Và hơn bao giờ hết, giữa lòng cộng đoàn đêm nay, chúng ta cùng trao dâng trọn vẹn niềm tin của chúng ta cho mẹ. Qua những đóa hoa dâng, để cầu nguyện cho thế giới, trong đó có quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Với bao người đang quằn quại trong đau khổ tang thương, chết chóc và kinh hoàng. Xin mẹ thương cho đêm đen của dịch bệnh chóng qua, cho đoàn con trên dương thế của mẹ sớm được an lạc bình an. Cũng một lần nữa, cùng chung tâm tình với những lời kinh lời ca và những điều thánh vũ dâng hoa kính mẹ Mân Côi chiều nay, xin thay mặt ban thường vụ và cùng với quý cha, quý sơ cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa, xin cảm ơn và chúc mừng ngày bổn mạng thật đáng ghi nhớ đến toàn thể quý bạn ca đoàn Teresa. Quý bạn thật đáng quý khi đã hy sinh phục vụ và phụ trách phần dâng hoa kính mẹ cho cộng đoàn năm nay. Quý bạn cũng thật đáng mến với những lời ca tiếng hát và đặc biệt quý bạn rất xinh trong những bộ đồng phục để mừng ngày bổn mạng nhân dịp lễ kính thánh Teresa Hai Đồng Giêsu hôm qua, mùng 1 tháng 10 và trọng thể mừng ngày hôm nay. Xin quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn cùng với chúng con chúc mừng anh chị em ca đoàn Teresa bằng một tràng pháo tay thật lớn. Qua lời cầu bầu và tình yêu thương nhiệm màu của mẹ Mân Côi, cũng như thánh nữ Teresa trẻ trung, xinh đẹp và là tiến sĩ hội thánh, đấng đã trọn đời nên thánh bằng con đường đơn sơ yêu mến phó thác và âm thầm phụng sự Chúa trong niềm vui. Xin cho lòng mến và mẫu gương của Ngài luôn ngự trị và sáng mãi trong lòng, cũng như trong tâm hồn của quý bạn, để quý bạn tiếp tục phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Nhân dịp này, thay mặt cho quý cha và cộng đoàn, cũng như đáp lại nhã ý của chú Nguyễn Thanh Bình, nhờ con đại diện luôn cho ban tài chánh, xin thân tặng quý bạn ca đoàn một món quà nhỏ mà giờ đây cầm lên. Con thấy hình như nội dung và trọng lượng của món quà năm nay cũng giống như mọi năm trước đây. Có nghĩa không tăng theo đầu người hay dân số của ca đoàn, mỗi năm mỗi tăng thật đông. Dẫu vậy, và dù có của ít, nhưng lòng chúng con rất nhiều. Và con tin chắc rằng lòng của cộng đoàn còn nhiều hơn lòng của chúng con. Cộng đoàn luôn tri ân và ghi ơn tấm lòng nhiệt thành cũng như những đóng góp quảng đại của tất cả quý bạn trong suốt những năm vừa qua để phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Một lần nữa xin chúc mừng ca đoàn và xin cho con được một tràng pháo tay nữa để đón chào anh đoàn trưởng Vũ Quốc Thái. Xin thân tặng anh món quà của cộng đoàn. Xin cảm ơn ông Chủ tịch cộng đoàn
đã có những lời chúc tốt đẹp đến ca đoàn, cũng như món quà mà hàng năm vẫn trao, ban tài chánh vẫn gửi cho ca đoàn. Cộng đoàn có rất nhiều đoàn thể, nhưng ca đoàn vẫn là con cưng vì vẫn được món quà từ ban tài chánh hàng năm. Con xin thay mặt cho các anh chị em trong ca đoàn Teresa, lời đầu tiên thì con xin cảm ơn cha chủ tế, cha đồng tế đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho bổn mạng ca đoàn chúng con. Xin cảm ơn đến quý vị tu sĩ nam nữ hiện đang có mặt nơi đây, quý đại diện các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể quý cộng đoàn đã hiệp lời trong thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho chúng con. Cách riêng con cũng xin cảm ơn đến quý vị phụ huynh hoặc các anh chị phối ngẫu, có người bạn phối ngẫu hoặc con em của mình đang sinh hoạt trong ca đoàn, vì các anh chị và quý phụ huynh đã tạo điều kiện thuận lợi hoặc động viên để giúp cho con em hoặc những người bạn phối ngẫu của mình sinh hoạt trong năm vừa qua. Xin cảm ơn đến toàn thể các thành viên trong ca đoàn, từ các em chiếu bảng, các anh chị làm PowerPoint, đến ban nhạc, cũng như đến các thành viên trong ca đoàn đã hy sinh rất nhiều thời gian trong năm vừa qua để ở lại sinh hoạt hàng tuần với ca đoàn. Không thể quên nếu chúng ta không cảm ơn một lời đến anh ca trưởng của chúng ta đã hy sinh rất 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 nhiều thời gian từ chọn bài, soạn bài làm sao cho nó phù hợp với thánh lễ thứ bảy phúc âm, cũng như tập dệt và kết bài đi hàng tuần, tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy các anh chị ca viên xin cho anh ca trưởng chúng ta một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần. Và cách riêng nữa thì cũng xin cảm ơn nhân ngày bổn mạng của cộng đoàn, đến cảm ơn đến ban dân hoa Thánh Vũ cũng như Như Ý đã giúp cho Thánh Vũ dân hoa chiều hôm nay. Mặc dù nó chỉ vỏn vẹn trong 5 phút nhưng các anh chị phải tập rất nhiều thời gian, phải trong vòng vài tháng thì cũng là rất là mất rất nhiều thời gian. Và cũng xin cảm ơn đến ban điều hành của ca đoàn Teresa đã giúp cho ca đoàn sinh hoạt trong năm vừa qua. Và cũng cảm ơn đến ban ẩm thực trong ngày hôm nay đã giúp cho phần sau lễ, cũng như cảm ơn đến tất cả những ai đã đóng góp cho ca đoàn nhân ngày bổn mạng. Sau cùng thì trước khi dứt lời, thì vì là một tập thể đại gia đình chúng con gần đến 50 thành viên, cho nên với 50 tính cách khác nhau, để hòa hợp trong một ca đoàn thì chúng con cũng xin đến quý cộng đoàn, quý cha cùng quý vị tu sĩ nam nữ hiệp lời cầu nguyện cho chúng con biết đoàn kết yêu thương trong phục vụ, cũng như biết xin vâng trong phục vụ. Con xin hết. Dạ, được sự đồng ý của ban tuyên quý và ban thường vụ, tôi mời cha Thi ngỏ đôi lời cùng quý ông bà xin kiên nhẫn, bởi vì hồi nãy tôi bắt đầu lễ lúc 6 giờ 20, thì bây giờ mới 7 giờ 15 thôi, tôi chưa lấy giờ của quý vị. Xin mời kiên nhẫn và xin dồn những tấm thịnh tình cho cha Quang Thi. Dạ, con xin cảm ơn cha quản nhiệm Nguyễn Kim Sơn, cha phụ tá Phạm Quang Hồng, cũng như là cộng đoàn đã cho con về cộng đoàn ngày hôm nay để rước kiệu cũng như là dừng lễ kính Đức Mẹ tháng mân côi, cũng như ngỏ lời cùng với quý cha và cộng đoàn về cái dự án mà con và cha trực đang là ở giáo xứ Quinana, giáo xứ miền quê thực hiện. Vậy con có cái video khoảng 3 phút, xin cộng đoàn bây giờ sẽ xem cái video về cái dự án của con, và sau đó con sẽ ngỏ lời với cộng đoàn, với quý cha tiếp tục. Và xin play cái PowerPoint video. Hello, blessed people. My name is Arvin. Join me as we get insights of the upcoming project of our parish, St. Vincent's. Come on. We are now here at the office of the parish, but basically this is the priest house. We're only using one of the room as the office of our secretary. Just in time, they're having a meeting. Come on, let's go. Good morning, Father. Come in. This is Michelle. This is Anne from safeguarding. This is John from the Identity Committee. Father, I've heard you had a very special project.
Yes, I have a great good news. We as a parish, we're thinking we're going to build the parish multi-purpose center, which is include the parish office, meeting room, adoration chapel, and a safeguarding office. What really triggers you to push for this project? Well, the fact that this is the office where we have our meeting, we have our morning teas, we count our money, we have the kitchen there. It's just not big enough for a parish, especially a growing parish. This is it all, basically. The multi-purpose room. Yes. We want a multi-purpose center. And also for safeguarding. We're extremely enthusiastic about the multi-purpose parish center because we've always been concerned about the lack of privacy for the priests and the lack of privacy for our secretary. Do we already have initiatives on how we're going to raise the fund? Our parish doesn't have the money at the moment. We have fundraising, a big raffle going at the moment. The grand prize is $5,000. Wow. Which is the tickets are $5 each. Ten prizes. And all extremely good prizes. Brothers and sisters in Christ, if you can help our parish so we can get our target, so we can begin our parish project. So Father D, can you take me to the site where we're going to build the multi-purpose parish center? Yes, certainly I can. Yeah, so this is the block of land when we build the church. We plan to build the parish multi-purpose center here in 2004. But the church is already 17 years already. We never managed to be able to do it. Father, when do you think we're going to start this project? I hope that we'll be able to raise enough deposit money so that we can start the project next year, 2022. The deposit money, Father, so that everyone knows, how much are we going to raise? I hope to be able to raise $100,000 for the deposit money. $100,000. Guys, please support this project. So I think, Father, this is the time that we invite everyone to please support this project so that we can raise the $100,000. My brothers and sisters in Christ, if you can help us to get to the target of $100,000 deposit money. Thank you for your generosity and your support, and may God bless you and your family. That's the inside of the project of our St. Vincent Parish. Please help and support our road to 100,000. Thank you, Father. Thank you so much, Ivan. Yeah. Ở Việt Nam mình khi phải đi ăn xin hoặc là bán vé số thì chắc là cái không ai muốn. Thật sự đối với con ngày hôm nay con về đây con cũng rơi vào thế kẹt. Con cũng không có muốn làm cái việc này, nhưng tại vì khi mà làm cái việc này đó nó rất là tế nhị. Nhưng mà vì giáo hội con mới về đây ngỏ lời xin cộng đoàn. Thật sự là trong cái video đó, cái nhà con ở với đại cha trực ở, cái nhà đó có 4 phòng thôi. Ở đằng sau thì tụi con ở, rồi cái phòng đằng trước đó, là để dùng cho cái sinh hoạt hội họp, rồi các thứ, tất cả có một cái phòng đằng trước, phòng khách đó. Cho nên nhà thờ đã xây được 17 năm rồi, nhưng mà còn nợ nhiều quá, cho nên 17 năm qua các cha cũng như là cha Phong trước con, rồi các cha khác cũng dồn vào để trả nợ nhà thờ. Bây giờ còn nhà thờ còn nợ 230 ngàn nữa, cho nên là tụi con nghĩ là bây giờ tới lúc là phải xây cái văn phòng cũng như hội trường cho giáo xứ, nhất là 2 năm vừa qua trong cái Royal Commission đó, là vấn đề mà bảo vệ linh mục cũng như các trẻ em về lạm dụng tình dục, cho nên rất là cần, và đức cha cũng rất là muốn con xây cái văn phòng cũng như hội trường
riêng ra khỏi nhà xứ, tại vì nó rất là bất tiện. Như mọi người tới trong nhà, các tụi con với lại cha trực ở, thì nhiều khi nó rất là bất tiện. Cho nên là hôm nay con về đây, thật sự là con không muốn, nhưng mà hết đường rồi. Thì thôi, cũng xin quý cha cũng như là quý cộng đoàn giúp con cần 100.000 viên gạch để ra đặt cọc nhà banh để mượn tiền, tại vì nó đòi 25%, và cái dự án của con tính là 400.000, nhưng mà con phải cần 100.000 viên gạch. Thì hy vọng là quý cha cũng như quý cộng đoàn đó cũng ban tài chính cho con cái phong bì cũng nặng trọng lượng giống như ca đoàn đó ngày hôm nay, để con mang về dưới giáo xứ của con để xây giáo xứ. Mà cũng như tất những cái viên gạch đó cũng là những cái viên gạch mà quý ông bà và quý anh chị em đầu tư xây nhà trên thiên quốc. Thì sau thanh lễ ngày hôm nay đó, thì ban tài chánh cũng như là quý anh chị trong Kusilo sẽ có cái rổ, nếu mà quý ông bà để có thể giúp đỡ hoặc là mua vé số, biết đâu chúng được 5.000 để đi holiday sau khi mùa COVID hết. Dạ, một lần nữa con xin cảm ơn cha Sơn cũng như cha Hồng cũng như cộng đoàn đã cho con cơ hội về đây trình bày cái dự án của con. Cảm ơn. Tôi nói lời cuối cùng. Đầu tiên tôi đại diện cha Sơn và cha Sơn dòng Chúa Cứu Thế. Tối hôm qua là điều chúng tôi rất đau lòng vì không đủ bánh lễ cho người rước lễ. Đó là lỗi của tôi, của cha Sơn, đã không nhanh trí để nhìn thấy nó ít quá để mà lấy ra trước khi dâng lễ. Trước khi dâng lễ tức là dâng bánh và rượu thì chưa tới giờ truyền phép thì lấy ra thêm. Cho nên tôi đại diện cha Sơn xin lỗi tất cả mấy mấy chục vị hôm qua không được rước lễ. Tôi xin lỗi thật lòng. Rồi giờ xin quên nó đi, xin chúc mừng mọi người. Và hồi nãy bài đọc đầu tiên làm cho tôi nổi da gà tới bây giờ. Đàn ông ở một mình không tốt. Cha Sơn ở mình, ông này ở mình, tôi có ở mình, không tốt. Tới giờ này cũng chưa ai an ủi được tôi, bởi vì tự nhiên phán cho một câu đàn ông ở mình không tốt. Nói chơi cho vui, nhưng chúc mừng quý ông bà và cảm ơn lòng kiên nhẫn đã ngồi nghe. Xin mời cộng đoàn cùng đứng và mời cha Thi cùng chúc lành cho cộng đoàn chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc mọi người ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha Thi, cảm ơn hết mọi người, cảm ơn cha Sơn nữa. Và chúc một buổi tối thứ bảy đầu tháng bình an, hạnh phúc. Dâng lên mẹ chàng hát thân côn, tiếng dâng.
lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền linh sáng lam. Lạy Đấng Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy Trai tìm cực thánh cực thánh Đức Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh.